Thế là xong món canh nha. Tổng cộng hết 67.000 nha anh em. Canh củ liễng. Gia vị đâu còn 2.000 cà chua nữa, 69.000. Tỏi gừng. Đấy. Xương đuôi nha anh em. Và 15.000 tiền củ liễng hơn 1 cân. Đấy, xương đuôi. Xong rồi. Mình vừa thử gia vị rồi. Rất chi là ngon, ngọt, củ liễng với ăn bùi. Giới thiệu tất cả anh em nhé, hôm nay mình không xào trứng nữa mà cũng không xào thịt nữa, hôm nay mình sẽ nấu món canh củ liễng. Xương đấy, xương bắt đầu cho vào linh đây anh em ạ. Giờ chúng ta sẽ cho thêm một ít tỏi và một hai quả cà chua vào đây nhé. Để xương khá dừ đấy anh em ạ. Còn cái linh tí nữa cho bột lên, bột canh, ít nước mắm vào đây rồi, tỏi và một ít gừng. Mình vừa nếm gia vị, vừa vặn đấy. Xương bắt đầu rút dần. Thêm món rau muống không mất nhìn nào nhé, nhà chồng. Luộc chấm tương anh em. Mình vừa đi mà quên mua ít rau ngổ rồi. Rau muống mình luộc cho ít rau ngổ vào thơm. Rau muống luộc không thể thiếu rau ngổ được nhé anh em. Vừa đi mua luôn. Đây, một cả chai tương, tương này không phải tương bần nhá, tương quê, tương ngô, tương này rất chi là ngon. Rau muống luộc, rau ngổ, chấm tương, có sung muối là có thịt luộc rồi, không quay rồi đây này. Nồi xương này rất ok rồi đấy. Mình thử thấy xương rất chi là mềm này. Tiết mục cho củ liễu mà nhé. Gia vị vừa vặn, rất chi là ngon. Tăng nhiệt độ lên. Xương róc vào nhanh không? Rau luộc đã xong nha. Cái mùi củ liễng này nó như ăn nó như kiểu là cái đồng đồng lúa non ấy. Bùi bùi béo béo gần được rồi nhé. Linh tí cho dừ. Nó là sẽ làm hôm nay hết bao tiền một canh một lêm thì thôi rồi. Và củ liễng hết 15.000 hơn 1 cân này. Lại 50.000 tiền xương anh ạ. Món canh hôm nay là hết 50.000 nhé. À. Đâu. 65.000 nhé anh em. Rồi cộng thêm 2.000 hành. 67.000 món canh hôm nay. Phải nói là mùi rất chi là hấp dẫn anh em ạ. Anh em nên thử nấu món canh củ liễng này một lần. Mọi ngày mình toàn xào trứng, thịt bò, thịt lợn, nấu canh đấy rất chi là ngon, bở bùi, thơm. Rồi thế là xong món canh nha, tổng cộng hết 67.000 nha anh em. Canh củ liễng, gia vị, đâu còn 2.000 cà chua nữa, 69.000, tỏi gừng. Đấy. Xương đuôi nha anh em. Và 15.000 tiền củ liễng hơn 1 cân. Đây, xương đuôi. Xong rồi. Mình vừa thử gia vị rồi. Rất chi là ngon. Ngọt, củ liễng với ăn bùi. Càng
ngày khoai ra càng đông nhá. Mì mít. Mới mua được 5 tạ. Để từ từ xem có rẻ hơn. Khoai năm nay có vẻ đắt anh em ạ.